Chào mọi người, hiện tại bây giờ vẫn chưa có ai nhỉ? Hello, các bạn ơi. Đây là chương trình livestream trực tiếp để chúng ta sẽ biết được là hôm nay mình vừa mới nhận được trò chơi lớp học mật ngữ. Đấy, rất là đẹp luôn. Có bạn nào chưa nhờ? Có bạn nào chưa thì comment ngay nhờ. Mình sẽ show cho mọi người xem bộ lịch mới toanh của lớp học mật ngữ có gì. Nay mình vừa mới khui được một cái bộ quà tặng. Nay mình mới được nhìn thấy bộ lịch luôn. Chào các bạn nha, bây giờ đang có 4 người xem rồi. Trời ơi, rất là đẹp luôn. Đẹp quá các bạn ơi. Rồi, siêu cute luôn này. Mọi người comment đi nào, mọi người comment đi. Mình sẽ lật các cái trang tiếp theo của bộ lịch này cho mọi người xem. Bộ lịch của lớp học mật ngữ cuộc đua sao chổi xem nay sẽ có gì nhá. Mọi người comment và like nè. Comment hello Đỗ Hiền. Xin chào Đỗ Hiền. Mình sẽ chờ một lát nữa cho mọi người lên đông đủ. Nó khoảng tầm khi mà các bạn muốn xem tháng nào mình sẽ lật tháng đấy xong mình mô tả cho mọi người xem cái câu chuyện ở trong cái bộ lịch này là gì. Chào Nguyễn Hưng nhá, Nguyễn Hưng chấm chấm. Không biết là bạn nào đã có bộ lịch này trong cái bộ trò chơi lớp học mật ngữ chưa nhỉ? Hello. Một lát nữa thì mình sẽ bắt đầu lật các trang nha. Nên mình sẽ đợi mọi người lên đông đủ hơn một tí. Nó gọi là siêu đẹp luôn. Đấy. Bộ lịch để bàn cực kỳ đẹp, tặng kèm bộ game. Nếu mà các bạn muốn mua thì nó sẽ có cái link ở dưới cái bài post này luôn. Nào có bộ lịch này chưa? Điểm danh nè. Sắp tới thì lớp học mật ngữ sẽ có những cái buổi livestream để hướng dẫn các bạn chơi. Những cái cách chơi rất là đơn giản và dễ hiểu thôi. Bây giờ thì hôm nay mình sẽ có một cái livestream để mình khoe các bạn bộ lịch đẹp như thế nào luôn. Đây mình sẽ zoom cận cảnh luôn, tận từng cái nhân vật ở trong bộ lịch này luôn. Đây nhá, chúc mừng các bạn năm mới luôn. Chúng ta có năm của con heo này. Các bạn nhìn thấy năm con heo không? Năm con heo đang rất là hồng hồng xinh xinh, đang ca hát nhảy múa ở đây. Hơi tối ta. Đấy, năm chú heo. Chúc mừng năm mới 2019. Đây là bìa của cuốn bộ lịch để bàn. Còn tới tận mấy chục cái hình ở đằng sau nữa cơ. Các bạn nào mà đang xem thì bấm like, bấm share, comment để cho mình có động lực nhá. Mình động lực mở trang tiếp theo nha. Mình sẽ chờ một lát nữa để mọi người cùng ra xem. Mọi người có thích cái hình đầu tiên không? Hình market này. Market đang rất là cọ cọ à. Nếu mà các bạn đọc truyện thì sẽ thấy cặp đôi market Bảo Bình có nhiều duyên nợ với nhau như thế nào. Đấy, giờ là có khá khá các bạn lên xem rồi thì mình bắt đầu zoom vào từng hình ảnh trong bộ lịch này nhá. Bạn nào mà fan của bộ lớp học mật ngữ mà không có bộ này thì hơi bị tiếc luôn. Đấy, đây là một cái cảnh đầu tiên của cái việc chào đón năm mới. Hôm nay, ngày hôm nay là một cái buổi lễ Noel thì không biết các bạn có chúc mừng Noel với gia đình hay không. Nhưng mà chúng ta đang có một cái buổi liên hoan trong một cái không khí rất là sôi động của lớp học mật ngữ. Khi mà TV thì đang chiếu cảnh pháo hoa bắn bùm 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 bùm, chiu chiu. À, chúng ta sẽ thấy tất cả cái câu chuyện ở bên trong này. Các bạn sẽ thấy là năm chú heo ở đằng góc đằng kia. Và ở bên trái thì chúng ta thấy Thiên Bình đang soi gương tự sướng nhá. Thiên Bình ở góc này đang soi gương tự sướng này. Rất là dễ thương. Sau đó là có Market với lại Kim Ngưu Nữ thì đang xem cái iPad có cảnh nhân mã đang đi xem pháo hoa trực tiếp này. Còn Bảo Bình này, Bảo Bình thì đang xem cảnh là nhân mã nam lên tận sao hỏa chúc mừng năm mới luôn. Còn đây nếu mà các bạn để ý sẽ thấy là cảnh đây là cự giải đang bị vấp té làm đổ cái ly. Sử nữ đang la hét trời đất ơi làm cái gì mà bla 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 bla. Xong đây Kim Ngưu Nam đang cố gắng ăn. Đây là chả lụa, giò chả hay cái gì đó. Đằng này có Song Ngư đang bao lì xì, đang phát bao lì xì với lại Sư Tử Nam. Không biết là được phát bao hay là
hay là sao. Còn đây anh em song tử đang chụp cảnh pháo bông này, đằng xa là như kiểu một cái tòa nhà cao ốc có kính thì mọi người sẽ nhìn thấy, mọi người sẽ nhìn thấy pháo bông. Đây là cảnh các bạn đang nhìn qua pháo bông. Còn nguyên đám bên này không thèm xem, nguyên đám bên này không thèm xem pháo bông bên này mà lại xem tivi. Hư cấu. Bà xử nữ này, bà xử nữ, nếu các bạn thấy bà xử nữ này không quan tâm luôn, không quan tâm tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ quan tâm xem ai đang làm đổ vỡ cái gì để lau chùi. Bạn nào cung xử nữ không? Không biết có bạn nào cung xử nữ ở đây không? Đấy, đấy là tháng 1 nhá. Bây giờ các bạn thì mỗi cái tờ lịch mình sẽ có, nếu các bạn để ý ở đây thì có một cái siêu ưu đãi của BoGameVN này. Đấy, chúng ta có check in, nhận quà, giảm giá các thứ các thứ. Cái này mình sẽ bóc ra được. Cái miếng này là miếng xé, nhưng mà các bạn xé nhớ xé cẩn thận nhé, không là bung luôn cả lịch, hơi bị phí. Bộ lịch này không bán, bộ lịch này là tặng kèm trong bộ game, cho nên là bạn nào phải mua game mới có. Trò chơi thì bây giờ hình như là giờ hiện tại là chỉ mỗi BoGameVN là đang còn hàng thôi. Còn tất cả những cái kênh khác hình như là đang bị thiếu, đang bị chuyển sang chế độ pre-order rồi, bởi vì mọi người đã mua ủng hộ rất là nhiều. Tiếp đến, bây giờ mình sẽ mở tháng 2. Tháng 2 là gì? Chúng ta có cung. Cung gì đây các bạn ơi? Có ai comment ở dưới biết cho mình biết đây là cung gì không? Tháng 2 là câu chuyện của Song Ngư. Song Ngư và Bảo Bình. Đấy. Đang đi xem ngắm hoa anh đào này. Không khí rất là mát mẻ. Thời tiết đẹp. Đấy, Bạch Dương và Market đằng sau. Market Nam đằng sau. Bảo Bình hình như đang tìm kiếm một cái gì đấy. Đấy. Đúng rồi, Bảo Bình chào bạn Đỗ Quang Hỷ. Dễ thương không các bạn ơi, nhìn này, Bảo Bình này, nhìn rất là dễ thương luôn. Còn đây là bà Song Ngư của chúng ta. Bạn Song Ngư này rất là dễ thương, nữ tính. Nhưng mà hình như mình để ý cả Song Ngư nam, Song Ngư nữ gì đấy cũng đều dễ tính, à đều nữ tính nhá. Đều rất là hiền lành. Hiền lành ít nói. Không biết là đúng không? Đấy, tháng tiếp theo. Tháng tiếp theo là tháng 3. Chúng ta có cặp đôi. Cặp đôi gì đây mọi người ơi? Comment nào. Comment, comment, comment. Cặp đôi gì đây? Cặp đôi gì đây các bạn? Ui giời ơi. Cặp đôi Song Ngư nam, Song Ngư nam với lại Bạch Dương nữ. Chúng ta đang, nếu mà cặp đôi này mà ở trong một cái cuộc đua, mình có thể tưởng tượng ra một cái cuộc đua mà buộc chân vào với nhau thì nó ngược tính cách kinh khủng khiếp luôn. Bạch Dương, các bạn Bạch Dương thì rất là nồng nhiệt, rất là kiểu năng động ấy. Các bạn Bạch Dương nam nữ gì mình thấy năng động hết. Đấy, mọi người đang cổ vũ đằng xa kìa, tất cả 12 cung hoàng đạo của chúng ta chụp ảnh những thứ này. Ba hai ba song tử, hai ba song tử nữ đang chụp ảnh. Đấy, Song Ngư thì kiểu như đua không lại tốc độ của Bạch Dương. Bạch Dương thì rất là kiểu thẳng tiến về đích ấy. Đằng góc này có cái icon đẹp dã man, rất là cute nha các bạn. Hình như có mini game nha các bạn, đang có mini game để tặng bộ lịch này ấy. Mọi người có thể tham gia, kéo xuống dưới một tí sẽ thấy. Đấy, tháng tiếp theo. Úi giời, câu chuyện này thì nó vui đừng hỏi luôn. Câu chuyện gì đây hả các bạn? Đây là cung gì? Đố các bạn biết đây cũng để tiếp theo, cảnh tiếp theo. Cảnh tiếp theo. Cảnh tiếp theo, hai cái icon dưới này là giống như cảnh tiếp theo ấy, nhìn buồn cười dã man. Cảnh tiếp theo của cái cảnh trên này luôn. Một đứa u đầu, đứa u má này nhìn, trời ơi. Đây là Bạch Dương đang sút quả bóng về phía của Kim Ngưu nữ, xong Kim Ngưu nữ thì đang nói chuyện với Kim Ngưu nam. Câu chuyện tiếp theo thì ở dưới. Đây, còn đây là tháng 5. Tháng 5 thì chúng ta có câu chuyện của gì đây các bạn? Đây là gia tài của Kim Ngưu nam. Kim Ngưu nam đang hôn những cái chú lợn, chú heo vàng của mình. Đấy, ở dưới thì chúng ta đang thấy có chị em song tử hiểu dình, xong rồi chắc là chẳng sẽ có một cái màn đều xấu trên mạng xã hội chăng.
Sẽ đỏ mặt đây nhở, không hiểu. Đỏ mặt này chắc chắn là có một cái ẩn ý gì đấy. Không biết là các bạn nào có thể nghĩ ra một cái tình huống nào hay ho đấy, anh có thể comment ở dưới. Mini game tặng quà ấy bạn. Nếu mà bạn kéo xuống dưới, bạn sẽ thấy một cái mini game là đang tặng quà. Tặng quà cái bộ lịch này. Khi mà mình không rõ bạn kéo xuống thử, vì ất ở trên play cũng khá nhiều. Hối. Hoặc là nếu mà nhanh hơn thì chúng ta có thể mua một bộ lớp học mật ngữ để có thể sở hữu luôn bộ lịch này. Tháng tiếp theo anh em song tử và cự giải nam chơi trò đắp rùa. Đắp rùa tháng hè, cả nhà đi du lịch xong rồi chơi trò chôn nhau dưới cát, làm thành con rùa. Con rùa với con cua nằm cùng một chỗ. Đằng xa hai chị market. À không, hai chị Thiên Yết với lại chị Cự Giải đang tung tăng đi trên bãi cỏ, trên bãi biển, bãi cát. Này, hai anh em song tử nghịch quá, đang chôn Cự Giải vào. Nhìn buồn cười lắm ha. Các bạn đã đọc chuyện thì sẽ biết được anh em song tử trong chuyện này nó nghịch như thế nào luôn. Chuyên gia phá, chọc phá bạn bè rồi đưa tin đồn thất thiệt. Còn đây là tháng 8, đúng không? Tháng 7. Tháng 7 của chúng ta thì có sư tử nam đang đẹp trai. Đang đẹp trai nhưng mà không để ý thấy cái này là đang làm gì đấy. Cái này là đang tiến tới. Đang tiến tới là bạn này chuẩn bị tan nát tất cả mọi người. Chỉ có mỗi hai bạn này thôi, sử nữ nam, à sử nữ nữ và một cái bạn màu hồng hồng ở đây này. Đang cái bộ game này đang bán cả ở offline nha bạn. Bạn vào cái link cuộc đua sao chổi mà Play đang post lên ấy thì sẽ có link đến các cái địa chỉ cơ sở của BoardGameVN. Không biết là có bạn nào BoardGameVN đang xem livestream này không nhỉ? Nhờ post lên cái địa chỉ cho mọi người biết chỗ mua. Với lại hình như là theo mình biết là Phasa, nhà sách Phasa là đã có rồi. Trên Play đang có rất là nhiều admin trực, cho nên là các bạn có thể vào xong rồi inbox hỏi. Thì đây là tháng 7, cứ nhầm hoài. Tháng 7 chúng ta có sư tử nam đang đẹp trai đứng trên kiểu võ đài này. Đang sư tử nam là người rất là thích võ vẽ rồi, thích các thứ. Thế là nhưng mà không ngờ rằng là đang có một cái bao cát chuẩn bị bay vào đầu mình. Bạn nữ, bạn Thiên Yết này nhá. Bạn Thiên Yết này nhìn đang rất kiểu đều ấy. Bạn Thiên Yết này nhìn kiểu đều ấy. À, nó sắp bị đập rồi. Nó sắp bị đập vào đầu rồi. Chào bạn Gia Khánh nhá. Tập 12 này thì ngày 26 tháng 12 sẽ có mặt tại tất cả nhà sách trên toàn quốc. Là tập đặc biệt ấy, chứ không phải tập 12 đâu nha. Rồi, chào bạn Mỹ Trâm, bộ này em mua rồi, chơi vui lắm. Vui, mình công nhận chơi bộ này vui dã man luôn. Thật sự. Đằng này có, bây giờ mình kể tiếp câu chuyện này. Câu chuyện ở đây, nếu các bạn để ý đằng sau ấy, sẽ thấy các nhân vật trong cuộc đua sao chổi nhá. Các nhân vật chibi trong cuộc đua sao chổi này, mình có màu xanh này, màu xanh lá cây, màu xanh dương, màu hồng. Và một bạn đằng xa xa nhìn không rõ là màu, cũng có thể là hơi màu màu. Đấy, thì Cự Giải không quan tâm tất cả mọi thứ luôn, chỉ nhìn thấy sư tử thôi. Đấy, còn bạn sử nữ này thì đang tìm cách kiểu là hét chớ, nhìn quả kia nó bay đến kia. Đấy, thì ở dưới góc này chúng ta có, ôi Cự Giải nhìn dễ thương quá. Đang ăn kem hay sao ấy? Ăn kem bạn ạ. Còn này là sư tử nam, vẫn là đẹp trai như bình thường luôn. Nhớ nha, mỗi tờ của chúng ta đều có một cái, mỗi tờ lịch ấy, của các bạn đều có một cái gọi là cái gì nhỉ, cái phiếu voucher này. Các bạn có thể dọc ra xong các bạn đổi quà của BoardGameVN khi mà các bạn mua đồ giảm giá các thứ này. Ôi, giảm 50.000 luôn này các bạn, giảm 50.000 khi mua game chiến thuật tại hệ thống cửa hàng của BoardGameVN. Chào bạn Phan Ngọc Anh, giá bộ này là 380.000.
Còn bên này là gì? Bên này là giảm 40.000 khi mua các game thuộc dòng game giáo dục của hệ thống cửa hàng BoardGameVN. Ui dồi, ghê vậy, sao giảm giá ghê vậy, đã vậy. Nghe mình phải, tí mình phải xé một tờ mình sang mình mua. Không biết có được luôn không? Chắc được luôn chứ đúng không? Được luôn nhở? Chắc là được luôn, giảm 40.000. Giảm gì, giảm tận 50-40.000, dã man. Tiếp này, tháng 8 thì mình xem cái voucher này xem là có đúng tất cả các tháng nó đều giống nhau. Không luôn, mỗi tháng là một khuyến mãi luôn. Mua ngay voucher, mang ngay voucher này đến các cửa hàng BoardGameVN, bạn sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng với tỷ lệ 100% có quà này. Không có bộ lịch này quá phí luôn các bạn ơi. Thật sự. Rồi, back to school nhá, tháng 9 này. À không, không phải, đây không phải tháng 9, đây là tháng 8. Đợi tí một lát mình sẽ tour lại, mình làm lại một loạt các cái ticket này xem có cái gì. Tiếp tục, bên này là giảm 40% khi mặc đồng phục đến mua. Đúng là back to school luôn. Back to school có khác, giảm luôn 40.000 khi mặc đồng phục. Chiết khấu vui vãi. Tiếp này, tháng 8, tháng 8 câu chuyện nhìn buồn cười dã man. Các bạn nhìn thấy câu chuyện này không? Ai đoán được câu chuyện này không? Ai đoán được câu chuyện này ạ? Ai đoán câu chuyện này mà đúng nha, mình sẽ để 5 phút không nói gì cả cho các bạn đoán thử câu chuyện này xem như thế nào. Comment ở dưới xem. Nếu mà các bạn nào đoán đúng thì biết đâu mình sẽ nhờ có quà. Đây, mình sẽ để nguyên cái này. Câu chuyện của tháng 8. Bộ lịch này bạn phải mua board game mới có nha bạn. Bộ lịch này mua board game mới có. Mua bộ trò chơi lớp học mật ngữ cuộc đua sao chổi, bạn sẽ được tặng bộ lịch. Ai bây giờ nha, bây giờ mình đang tổ chức thử các bạn dự đoán cái câu chuyện của tháng 8. Bạn nào đoán đúng thì sẽ có thưởng. Chơi luôn, tặng luôn một bộ lịch này cho máu. Bạn nào mà đoán đúng câu chuyện tháng 8 ấy, comment ở dưới luôn. Bạn nào đoán đúng câu chuyện tháng 8, xem là câu chuyện này nó đang ý là gì, thì sẽ có, mình sẽ tặng luôn bộ lịch. Tặng luôn bộ lịch đang review này cho các bạn luôn. Và mình sẽ chạy ra kia mình xin chữ ký của tác giả. Các bạn đoán thử câu chuyện nha. Bạn nào đoán đúng sẽ được tặng một bộ lịch này luôn. Bộ lịch, chính bộ lịch mình đang review luôn. Cực đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đây là tháng 8. Các bạn đoán thử câu chuyện của tháng 8 là gì. Mình sẽ để trong khoảng độ 3 phút nữa. Chào bạn Kim Như Nam. Bạn nào đoán đúng câu chuyện của tháng 8 đi. Bạn nào đoán đúng mình sẽ chạy ra mình hỏi đáp án trước, xong rồi mình chạy vào. Bây giờ bạn nào đoán đúng mà comment đúng mình tặng luôn bộ lịch này. mình sẽ trao kết quả vào cuối của cái phiên stream này luôn. Nếu mà bạn nào đoán đúng trong khoảng 3 phút nữa thôi, mình chỉ để cho 3 phút suy nghĩ thôi. Mình sẽ chạy ra mình hỏi cái nội dung của tháng 8. Sau đó mình vào mình trao giải luôn. Đấy, bây giờ một lát nữa mình sẽ quay lại nhá.
Alo alo, 123 123. Hôm nay mình đã đọc được khá là nhiều cái comment về câu chuyện rồi. Thì mình sẽ chờ thêm khoảng 1 phút nữa nha, 1 phút nữa thôi. Nếu mà các bạn nào mà đoán đúng thì mình sẽ tặng cho các bạn này bộ truyện, à bộ bộ lịch này luôn. Đây nha, mình sẽ điểm qua một lượt này. Thôi mình không điểm qua đâu, để một lát nữa mình sẽ thông báo xem là bạn nào đoán đúng nhá. Đúng rồi bạn, Kim Ngưu Nam, ngày mai là mình, ngày mai 26 tháng 12 thì tại toàn bộ hệ thống của Phanasa theo như lịch là sẽ có luôn. Nhưng mà thường nếu mình khuyên các bạn luôn, tại vì theo kinh nghiệm của Ed thì khoảng tầm 2 đến 3 ngày sau khi cái ngày ra mắt, ngày thông báo thì họ mới có bắt đầu đầy đủ. Với cả nhà sách mới có. Bây giờ là đang có một cái mini game của cái livestream này, là bạn nào đoán đúng câu chuyện của tháng 8 mình sẽ tặng ngay các bạn bộ truyện, à bộ lịch này luôn, bộ lịch đang livestream này luôn. Vì đọc comment của các bạn rất là vui cho nên mình đọc nên mình cười hoài. Phan Ngọc Anh ạ. Bây giờ mình đang bắt đầu đọc lại một lượt comment của các bạn về cái nội dung nhá. Mình vừa mới đi ra hỏi tác giả rồi thì được biết là cái câu chuyện này nó rất buồn cười. Thực ra cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có câu trả lời chính xác hoàn toàn nhé. Các bạn đang đoán nhưng mà bộ lịch của tập đặc biệt không giống cái bộ lịch này đâu nha bạn. Bộ lịch này là bộ lịch độc quyền, chỉ dành tặng cho bạn nào mua board game thôi. Bộ mua board game mới có lịch này. Còn khi mà mua tập đặc biệt thì các bạn được lịch treo tường. Rồi, thời gian dự đoán câu chuyện thì đã kết thúc rồi. Thì câu chuyện này theo như tác giả nói rằng là tất cả các cái bình bông ấy thì nó không phải là màu đen, nhưng mà nhờ đến sự sạch sẽ của xử nữ nam thì tất cả cái bình bông đã được lau bóng đến mức độ nó thành màu đen luôn. Và bởi vì quá mải mê lau chùi cho nên là xử nữ nam không có tham gia trồng cây cùng với mọi người. Thế là sư tử rất là bực bội. Thì bây giờ mình sẽ để xem bạn nào có đáp án gần sát nhất, mình sẽ tặng ngay cuốn lịch này, tại vì dù sao các bạn đoán cũng gần gần tới. Bạn Đỗ Căng Hỉ này khá là giống này. Bạn Đỗ Quang Hỉ là giống nhất. Ok, mình sẽ, đây là cái này là hoàn toàn là ngẫu hứng trao giải của admin thôi nha, chứ không phải là gì hết. Cho nên là mình sẽ thấy là đáp án của theo cảm nhận cá nhân của admin thôi. Thì mình thấy bạn Đỗ Quang Hỉ là người trả lời gần giống với đáp án của tác giả vẽ nên bộ lịch này. Cho nên mình sẽ gửi tặng bạn một bộ lịch đang được review. Thì bạn sẽ inbox cho Ất cái thông tin về địa chỉ nhá, thì Ất sẽ gửi tặng bộ lịch đang review này luôn, chứ không phải bộ lịch gì xa lạ đâu nha. Ok, mình đã đi đến tháng 9, tháng 8 xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ qua tháng 9 nha. Tới tháng 9 này, câu chuyện của tháng 9. Chúng ta có một câu chuyện tháng 9 cực kỳ rực rỡ luôn. Ui, câu chuyện này nó cũng buồn cười dã man luôn. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy câu chuyện của tháng 9 không? Câu chuyện tháng 9 là gì đây? Đâu mọi người thử đoán thử câu chuyện tháng 9. Câu chuyện tháng 9 à? Mọi người thử đoán xem câu chuyện tháng 9 là gì này.
bạn Đỗ Quang Hỷ sẽ vào pay của lớp học mật ngữ, sau đó inbox nói là chào Ất, em là người đưa ra đáp án hồi nãy đây, thì địa chỉ của em là, số điện thoại của em là, sau đó là mình sẽ gửi tặng bạn một bộ lịch. Chào bạn Phan Ngọc Anh. Thì việc trao cái đáp án này thì là theo cảm hứng của Ất thôi, nhưng mà Ất thế là bạn ấy đánh giá nó cũng gần giống, cho nên là mình sẽ trao giải trước. Hết livestream có được xem lại không anh? Được nha bạn. Rồi ok, tháng 9 mình cũng chơi quà luôn này. Bây giờ mình sẽ chơi quà tháng 9 luôn. Bạn nào dự đoán được thử câu chuyện này xem nào. Mình sẽ tặng một bộ lịch. Bây giờ dự đoán tháng 9 luôn này. Theo yêu cầu, thể theo nguyện vọng của bạn Tâm Elite, thì dự đoán tháng 9 có được tặng quà không? Có luôn. Tháng 9 này, câu chuyện nó cũng rất là buồn cười. Bây giờ thử xem bạn nào đoán đúng không? Bạn nào đoán đúng tháng 9 những ai đã trúng rồi sẽ không chơi, không được chơi nữa nha. Các bạn chỉ bấm like thôi. Bạn Tâm Alice đề xuất rất là hay, thì mình sẽ, tại vì sẽ xin thêm một bộ lịch nữa từ chỗ tác giả luôn, và bộ lịch này từ chỗ tác giả luôn, thì mình sẽ tặng bộ lịch này. Bây giờ nào các bạn đoán thử câu chuyện của tháng 9. Mình sẽ có khoảng 3 phút nha. Mình sẽ có 3 phút để suy nghĩ câu chuyện tháng 9. Mình sẽ để cho các bạn 3 phút suy nghĩ về câu chuyện tháng 9. Nếu như mà để cho trong trường hợp là các bạn có đáp án giống nhau, thì bây giờ là mình sẽ gõ thêm số vào nha các bạn. Các bạn sẽ gõ thêm một cái số nào đấy của các bạn để mình sẽ chơi dự đoán. Nếu mà giống nhau thì mình sẽ random số. Mình vẫn đang đọc nha, mình vẫn đang đọc số, đọc công mình của các bạn nha. Mình vẫn đang đọc nội dung các bạn comment. Mình sẽ tính từ trước, tính từ các cái comment sớm nhất luôn, cho nên các bạn phải spam nhanh lên. Vì nếu không là nó sẽ muộn. Gia Khánh ơi, mình biết rồi nha, mình biết là comment của bạn số 19 rồi nha. Các bạn đoán đi, vẫn còn thời gian trong khoảng 1 phút nữa, 1-2 phút nữa. Câu chuyện của tháng 9. Đố các bạn biết câu chuyện của tháng 9 là như thế nào. Đây, mình sẽ zoom sát lại hơn này. Chúng ta có một chú gì đây. Che không quang hợp. Trọng Quý, Đỗ Lâm Vi, chào các bạn. Chào bạn Đỗ Quang Hỷ, là ok bạn, mình đã nhận được thông tin của gọi là em đi ha, mình Ất đã nhận được thông tin của bạn rồi nhá. Để có gì thì mình sẽ nói các bạn khác trả lời cho bạn. Chào bạn Đỗ Lam Vi. Mọi người đang bắt đầu lên xem khá là đông. Hôm nay mọi người chơi Noel có vui không? Trong lúc đấy thì mình vẫn đang có một cái mini game là các bạn dự đoán câu chuyện của tháng 9. Bạn nào dự đoán đúng nhất và gõ số vào thì Ất sẽ gửi tặng bạn một cái bộ lịch này. Và bộ lịch này là Ất xin được của tác giả.
Một bộ thì là do Ất có được và Ất sẽ tặng cho cái bạn hồi nãy rồi. Chào bạn Đỗ Lam Vi, bộ board game có giá là 380.000. Nhưng mà có tặng kèm bộ lịch này, và với bộ lịch này các bạn có thể xé cái phần khuyến mãi này ra này, và nó sẽ được giảm giá rất là nhiều. Vẫn tiếp tục, mình vẫn đang tiếp tục chờ comment của mọi người nha. Comment về cái dự đoán nội dung của bộ lịch. Chào bạn Đỗ Lam Vi, giá của... Hình như mình trả lời rồi. Vẫn còn thời gian nha các bạn. Các bạn cứ comment nội dung mà mình dự đoán ra đi xem nào. Bây giờ là tháng 9. Câu chuyện mà chúng ta đang được xem ở đây cực kỳ dễ thương luôn. Trời ơi, dễ thương muốn xỉu luôn. Bây giờ đang mua thì có giảm giá gì không ạ? Bạn thử vào cái link mà Ất gửi ấy, tại vì là mình cũng không rõ là có đang giảm giá hay không. Nhưng mà giá của bộ game này nó đang là khoảng 380.000 và tặng kèm một bộ lịch cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn, mình phải nói là cực kỳ đẹp nha các bạn. Đẹp không thể nào mà chê vào đâu được luôn. Sờ cực kỳ thích luôn. Và ở đây mỗi tháng của chúng ta có một câu chuyện, và mỗi câu chuyện thì nó sẽ bao gồm luôn cả hai cái sticker nhỏ nhỏ dễ thương này. Đang tính mua. Ok. Rồi, bây giờ đã hết thời gian thì để mình sẽ đọc lại từng câu trả lời nhá. Mình sẽ từng chơi trả lời luôn xem các bạn trả lời sao. Bắt đầu từ bạn Gia Khánh nhỉ. Bắt đầu từ bạn Gia Khánh này. Bạn tóc vàng quên tên ạ, đang chọn đồ để chụp ảnh. Vậy là lôi một đống đồ ra để xử nữ chụp, nhưng chụp mãi chưa được nên nhìn phòng đang rất bừa bộn. Rất tiếc là câu trả lời này không đúng. Kiều Ngáo Đá, Thiên Bình muốn tham khảo ý kiến của xử nữ mặc bộ nào đẹp để chụp ảnh. Nhưng xử nữ khi giúp rất tức giận vì căn phòng bừa bãi của Thiên Bình. Câu trả lời này cũng chưa chính xác. Rất là tiếc, phải chia buồn với bạn Kiều Ngáo Đá. Bạn Quang Huy, vì Thiên Bình nữ có nhiều áo nhưng không biết chọn áo nào, vì áo nào Thiên Bình cũng cảm thấy không phù hợp, mà xử nữ đang đợi để đi đâu đó. Rất là chính xác luôn bạn Quang Huy này. Nhưng mà mình sẽ xem là còn bạn nào comment giống vậy không, có số nữa nhé, xem là có đúng không. Che Quang Hợp, Thiên Bình đang thử đồ, có lẽ để đi chơi, xử nữ chưa vừa ý nên bắt thay đi thay lại, và thay lại nhiều đến nỗi căn phòng bừa bộn. Số 15 nó bị hơi bị lệch mất về sau rồi. Xử nữ ở đây theo mình hiểu, theo như thông tin mà mình nhận được, là đang rất là bực tức bởi vì chờ lâu quá chứ không phải vì căn phòng bừa bộn nữa các bạn. Trọng Quý, Thiên Bình mới mua váy nên xử nữ chụp giúp tấm hình, nhưng với bản tính thích sự hoàn hảo, kỹ tính nên xử nữ không chịu chụp với căn phòng bừa bộn của Thiên Bình. Câu này không chính xác, chia buồn với các bạn. Đỗ Lam Vi, Thiên Bình chuẩn bị đi chơi nên chọn một bộ đồ thật đẹp và làm rối tung cả căn phòng, mà khi xử nữ qua rủ thì vẫn chưa chọn được bộ đồ nào hết. Bạn Đỗ Lam Vi này hình như lại trả lời đúng rồi. Thiên Bình nữ phân vân không biết chọn áo nào để chụp cho đẹp nên cứ vứt hết quần áo khác ra đất để xử nữ tức giận. Cái này không chính xác. Không tức giận, xử nữ không tức giận vì căn phòng bừa bộn, mà tức giận bởi vì chờ rất là lâu. Chờ mãi luôn mà tớ chẳng có bộ nào để mặc cả, trong khi bộ đồ trong phòng thì nhìn nó kinh khủng khiếp luôn. Bạn nào dự đoán đúng thì như hồi nãy ấy, Bạn Quang Huy comment cho Ất ở trong cái phần inbox nha. Bạn Quang Huy vào inbox của admin, sau đó là của Pay lớp học mật ngữ, sau đó là comment giúp cho Ất là địa chỉ này, số điện thoại này, họ tên người nhận này, thì Ất sẽ gửi cho bạn một bộ lịch cực kỳ đẹp. Bạn Quang Huy số 9, bạn vào comment, bạn vào inbox Pay nha, bạn vào inbox Pay, họ tên, số địa chỉ, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, thì Ất sẽ gửi tặng bạn bộ lịch. Rồi, bây giờ chúng ta đã qua câu chuyện của tháng 9, gần hết một năm rồi. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem câu chuyện của tháng 10.
hô 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 hô. Tháng 10 u ám vãi. Tháng 10 có ngày gì các bạn? Tháng 10 có ngày gì đây? Ngày này là ngày gì các bạn? Ngày này này, đấy. Tháng 10 có ngày này này. Đúng rồi, bạn Quang Huy ạ, bạn trúng rồi đấy. Bạn vào inbox cho Pay cái thông tin họ tên này. Họ tên, địa chỉ, số điện thoại. Thời gian cái gì ta? Thời gian nên giao hàng để cho mình gửi. Đúng rồi, tháng 10 có ngày Halloween và để cho tại vì bây giờ ớt của chúng ta đã bị hết quà rồi các bạn. Mình chỉ có một bộ này mình mua thôi, mình mua review với một bộ mình xin của tác giả thôi. Thì cho nên là hôm nay mình sẽ chưa tặng quà được cho các bạn, nhưng mà sẽ còn rất nhiều livestream khác mà chúng ta sẽ có quà. Thì bây giờ cái câu chuyện tiếp theo của tháng 10 là mình sẽ tóm tắt luôn cho mọi người. Là bây giờ là Thiên Bình Nam này này. Thiên Bình Nam đi mua quà Halloween. Bạn Quang Huy có quà rồi à? Thế mình sẽ để lại, mình sẽ để lại cho tháng sau nhá. Cảm ơn bạn. Ok bạn. Bạn đoán đúng rồi đấy, thì bạn để lại quà cho người khác đúng không? Ok, thì mình sẽ cảm ơn bạn nhiều nhá. Tại vì ớt có mỗi hai bộ thôi. Một bộ ớt mua với một bộ là xin tác giả. Cảm ơn bạn nhiều. Để một lát nữa mình sẽ chơi tiếp cái, thế thì mình sẽ dùng cái bộ quà mình xin của tác giả mình làm cho cái tháng tiếp theo. Rồi bây giờ cái tháng 10 này sẽ là như thế nào? Câu chuyện là Thiên Bình Nam này đi mua quà Halloween. Không có đâu bạn ơi, phải tham gia vào cái tháng tiếp theo nhá, chứ không tặng luôn đâu. Bởi vì bộ này thực ra mình rất thích luôn. Đây, Thiên Bình Nam đi mua quà Halloween. Thế là gặp chủ quầy là ai đây các bạn? Chủ quầy nhìn mặt ngầu dã man. Đây mình zoom lại cho các bạn xem. Nếu các bạn để ý thấy, nếu các bạn để ý kỹ á, quà của bộ này nếu như mà mình sẽ cố gắng là cái bộ chơi livestream này mình sẽ xin chữ ký tác giả cho các bạn. Từ để mình nói nốt đã này. Không lại cứ quên hoài luôn. Cái câu chuyện là Thiên Bình Nam đi mua quà Halloween tặng bạn bè hay gì đấy. Thế là gặp ngay một bà bán hàng. Bạn này chính là thiên nhiên nữ với cái khuôn mặt cun ngầu dã man luôn. Lại còn ngược sáng nữa. Đấy, thấy con mèo vẫy kìa. Con mèo vẫy. Trời ơi. Bạn Quang Huy cứ tiếp tục PM Pay đi nha, tại vì là mình đọc được rồi. Nhưng mà sẽ có một bạn admin khác xử lý thông tin cho bạn. Bạn admin đang đứng cạnh mình đây nhưng mà bạn không nói năng gì cả. Mình rất là buồn. Đây bây giờ cái câu chuyện tiếp theo là nếu mà các bạn để ý nhìn kỹ sẽ thấy mặt của chị tác giả. Mọi người không biết, mọi người có biết mặt của chị tác giả ngoài đời không, nhưng mà đây là mặt chị ấy. Đây là mặt chị Phạm Kiều Oanh, tác giả của bộ mặt đây này, cái mặt nạ đây này. Chị Oanh, chị vẽ, chị nhìn rất là kinh đấy, có răng nanh các thứ luôn. Còn đằng sau nó sẽ ẩn rất là nhiều chi tiết nhá, mọi người phải có bộ lịch này, mọi người soi kỹ lại thì mình sẽ nhìn thấy được rất nhiều cái mà tác giả đã ẩn giấu là đằng sau. Rồi cái câu chuyện là thế là Thiên Bình Nam, nếu mà các bạn để ý thấy Thiên Bình Nam ấy, không biết sao nhưng mà mấy người bạn của admin ấy thì các bạn nam Thiên Bình ấy kiểu dạng như sợ ma hay sao ấy, mình hay để ý thấy là như thế. Còn các bạn thiên yết nữ thì thôi rồi, Lượng ơi ngầu đừng hỏi luôn. Có đây này, tay của ớt này bị một bạn nữ cùng thiên yết cào xước hết luôn. Bạn nữ cùng thiên yết rất là gấu. Nói thì các bạn nữ thiên yết đừng có buồn nhá, nhưng mà đại khái là bạn của admin thì có một bạn nam Thiên Bình rất là sợ ma, kiểu là như là kiểu sợ ngáo ộp ấy. Thế là một bạn nữ thiên yết thì đầu gấu cực kỳ, không biết trong chuyện này có thấy không. Trong chuyện thì hình như là thiên yết nữ là người rất là ngầu, cun ngầu lạnh lùng đến thành sùng. Còn Thiên Bình Nam thì mình không nhớ lắm. Rồi, bây giờ câu chuyện tiếp theo.
Đỗ Quang Hỷ ơi, bạn yên tâm nhé, mình sẽ nhận được và một lát nữa mình check thông tin xong mình báo lại. Một lát nữa sau phiên stream này mình sẽ bảo các bạn ấy check rồi thông báo lại cho bạn nhé. Cứ tiếp tục xem thì chúng ta sẽ không bị miss đâu, yên tâm. Một lát nữa mình sẽ mở bộ bo game cho bạn xem luôn. Bây giờ mình đang review nốt cái lịch. Thì thôi được rồi, mình sẽ review nhanh nhanh để cho mọi người xem luôn. Đây, chúng ta đang có tháng này là tháng 11. Thật là lãng mạn luôn. Tháng 11 chính là tháng của cung. Cung gì các bạn? Cung gì đây? Cung gì với cung gì? Cung gì đây? Cung này là cung Thiên Yết, là cung Nhân Mã. Là Nhân Mã thì tinh nghịch đừng hỏi rồi. Sau đó là bạn này sẽ quấy phá lung tung luôn. Thiên Yết Nam thì đang ngồi vẽ. Mình biết một bạn Thiên Yết Nam vẽ cực đẹp luôn. Vẽ đẹp dã man. Ngầu nữa. Ừ, Thiên Yết Nam hay còn gọi là cung bọ cạp ấy các bạn. Thiên Yết Nam mà mình biết một bạn đấy thì vẽ rất là đẹp. Nhưng mà hình như tác giả của chúng ta không ai là cung Thiên Yết cả. Đây là bạn đang đuổi theo con mèo nhá. Không biết là con mèo hay con chó luôn. Nhìn tục. Nhìn con này mặt ngu quá. Cái này thì hiện tại mình đang hết quà rồi các bạn. Tại vì bạn Quang Huy đang PM cho Vay để lấy quà rồi. Cho nên thành ra là bạn Quang Huy ơi, mình nhận được rồi, mình nhận được thông tin rồi. Bạn cứ viết là được rồi. Một lát nữa sẽ có người trả lời bạn nhé. Đây. Nhảy lên. Nhảy qua đầu luôn. Cái này là con này không biết con mèo hay con chó nữa, nhưng mà nhảy qua đầu vào mặt Thiên Yết luôn. Nhìn buồn cười lắm. Các bạn ơi, đằng sau có khung ảnh của thầy Tinh Vân với lại cô nhà kính này. Còn đằng này rất có thể là ảnh, à đây là bức tượng của một anh tác giả, nếu như mình đoán không nhầm. Nhưng mà chắc là mình đoán nhầm rồi, không có anh tác giả nào trông như này cả. Có mặt trăng nữa nha bạn, có mặt trăng luôn. Không biết là như nào. Đang vẽ cái gì? À, rồi, bây giờ câu chuyện ở đây là mình, nếu mà các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn sẽ thấy là con này với con này nhìn giống nhau dã man luôn. Con mèo đang ngủ với con mèo nhảy lên đầu của Thiên Yết. Nó thuộc dạng giống nhau luôn ấy, không biết có phải có một con không. Mình chưa hỏi tác giả nữa, nhưng mà đại khái là con, theo như mình hiểu là ông này nhảy vào bắt con này. Thế là nhảy lên đầu Thiên Yết luôn. Nhảy lên đầu Thiên Yết xong rồi chạy lung tung hết cả lên, phá vỡ rồi. Bình miếng thử rơi lung tung. ở đây có một cái chi tiết ẩn nhé các bạn. Chỗ này này. Không biết bạn nào đọc truyện, không biết đây có phải chi tiết ẩn. Tại vì Thiên Yết Nam vẽ tranh. Xong rồi này có, đằng này có bạn Song Ngư Nữ. Không biết là như, à không phải. Không phải rồi, tại vì bạn này vẽ tranh cả thầy cô nữa mà. Một lát nữa thì Ất sẽ check nha bạn Đỗ Quang Hủy. Một lát nữa Ất sẽ check cho bạn xem thông tin thứ. Rồi, bây giờ là xong tháng 11 rồi. Bây giờ chúng ta đến tháng 12. Bộ lịch nó đẹp dã man luôn. Tháng 12 thì câu chuyện là, ôi, đây là gì đấy? À, leo núi các bạn. Đây là đồ leo núi. Hứa luôn, hứa. Ngứa danh dự lần. Đây mấy thanh niên này đang bị mệt. Đây là Nhân Mã nữ leo núi rất là tung tăng. Đằng sau này có gì? Sau mình sẽ zoom lên xem có không. Đây là market này. À đâu, đây Thiên Yết Nam. Đây là Thiên Yết Nam. Đây là Thiên Yết Nam đang leo núi. Đằng sau Thiên Yết Nam này có bạn. Bạn này chắc xử nữ với một bạn màu tím tím, không biết là bạn nào. Đại khái là như thế này, theo mình hiểu nhá, là bạn Nhân Mã này leo núi cùng với lại nhóm bạn lớp bên này lên đây rồi. Hai thanh niên này đang ngồi uống trà. Tưởng như kiểu mới khám phá đỉnh cao ấy. Đúng rồi bạn Đỗ Quang Hỷ ơi, ngày giao thì mình sẽ nhắn nhá, mình sẽ nhắn thông tin các thứ, sẽ báo cho bạn. Một lát nữa thì sau hết cái stream này mình sẽ báo cho bạn luôn qua tin nhắn nhé. Cho nên là yên tâm. Rồi bây giờ nhé, bạn, cái câu chuyện là
bạn nhân mã nữ cùng leo núi với lại các bạn này. Có mà bạn. Market là tháng 1 luôn ấy, tháng đầu năm luôn ấy. Market Bảo Bình đầu năm luôn. Chào bạn Lê Quỳnh Nhi, Market với Bảo Bình ở đầu năm nhá. Một lát nữa mình sẽ tour lại từng tháng nhanh thôi cho các bạn xem. Thì câu chuyện ở đây là bạn này. Đây này. Market nam đâu mà đầu. Đây là market nữ này, tầm này này. Cứ là như thế thôi nghe buồn lắm. Market nữ này. Đấy, thấy không? Market nữ nhá. Đấy. Đâu để xem nào, market. Market nam trông như thế nào đây. Lâu rồi cũng không. Tháng 12. Đâu xem nào. Bạn thích market nam đúng không? Đây mà. Đây gì? Đó đây gì? Đây không phải market nam thì là con gì? Đúng không? Market nam mà. Đây này. Nhưng mà tại vì nó end year rồi ấy, xong rồi sang bên kia nó ăn mừng luôn. Mà biết đâu rồi thì có thể là chúng ta sẽ có một cái gì đấy bất ngờ ở đằng sau chẳng hạn. Đấy, thì đây là cái câu chuyện là bạn leo núi lên thì đã thấy các ông này ngồi đây rồi. Không biết cái hình tam giác này quen lắm nhá. Hình như là đỉnh Phan Xipang thì phải. Đúng không? Không biết có đúng không nhỉ? Đỉnh Phan Xipang nhờ các bạn nhỉ? Đỉnh Phan Xipang của Việt Nam ấy. Không biết bạn nào đã lên Phan Xipang chưa? Đấy, thì bây giờ là mình sẽ tour lại từ đầu luôn của bộ lịch này. Nhìn rất là tưng bừng, đấy là tháng 1 là Tết ấy. Không khí Tết ngập tràn luôn. Tháng 2 đấy, có Song Ngư. Song Ngư với lại Bảo Bình. Tháng 3 là Song Ngư với lại Bạch Dương. Tháng 3 Song Ngư Bạch Dương đúng rồi. Tháng 4 sẽ có Bạch Dương Nam với lại Kim Ngưu. Tháng 5 thì có Kim Ngưu Nam với lại hai bạn song tử nữ. Sau này tháng tiếp theo là tháng 6 là hai bạn song tử nam với lại bạn cua nam cung cự giải. Tiếp đến là đến cung của tháng 7 thì có cung của sư tử và sư tử này. Và cua nữ, cự giải nữ ấy. Tiếp đến nữa là đến tháng 8 là có sư tử nữ với lại sử nữ nam. Tiếp đến nữa là thiên bình và sử nữ. Thiên bình đây này, sử nữ đây này, dễ thương nhỉ. Đúng rồi bạn, Kim Ngưu tháng 4. Mỗi cung mình nó sẽ dính dáng từ tháng này sang tháng kia. Đây, thiên bình này. Tháng tiếp theo là đến tháng 10 là thiên bình nam với lại thiên yết nữ. Tiếp đến nữa là thiên yết nam và nhân mã. Cái tháng này buồn cười, nhìn buồn cười kinh luôn. Đang vẽ con mèo nó ngủ, vị này chạy vào nhảy lên đầu, xong rồi hai đứa đuổi nhau. Vỡ hết tất cả mọi thứ luôn. Rồi bây giờ đến là tháng cuối cùng là tháng nhân mã nữ và đến market nam. Ok, thì mình đã review xong bộ lịch cực kỳ dễ thương luôn. Và chúc mừng hai bạn đã đoán trúng cái chương trình gọi là trao giải dự đoán. Thì các bạn có thể sở hữu bộ lịch này ngay bằng cách là mua bộ board game này. Đây mình đang để sẵn bộ board game ở đây. Bạn nào có nhu cầu xem bộ board game không nhỉ? Giơ cái tay lên xem nào. Giơ một cái tay lên đi. Rồi. Thì mua bộ lịch này ngoài việc là các bạn có được cái bộ artwork cực đẹp nhé. Cực đẹp và không có xuất hiện ở thị trường luôn. Bởi vì là bộ này là nhóm tác giả là vẽ đặc biệt dành riêng cho bộ game. Chỉ mua game mới có thôi. Rồi, có sẵn hàng nha các bạn. Các bạn đến cái link website mà Ất đang để ở phần nội dung của cái stream á. Thì chúng ta có ngay là link mua. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ game. Bộ game nó cũng đẹp. Kêu đừng hỏi. Đừng hỏi luôn. Đây là hình ảnh giao diện và hộp của bộ game này luôn. Cực kỳ bóng, cực kỳ đẹp luôn. Thì chúng ta có thấy là gì đây? Thời gian chơi
từ 30 đến 60 phút dành cho 10 tuổi trở lên. Thực ra các bạn 7-8 tuổi chơi cũng được, 10 tuổi mình hướng dẫn cho các em chơi. Thì mình thấy, mình để ý thấy các bạn nhỏ chơi rất là dễ, trò này chơi rất là dễ. Bộ này là từ 2 đến 6 người chơi và không cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi, à không cho trẻ em từ 0 đến 3 tuổi cầm vào nha các bạn, bởi vì nó sẽ ngậm rồi nuốt mất mấy cái hộp đồ rồi những cái con nhân vật nuốt ấy, trẻ con nuốt hết. Đây, đây có tóm tắt này. Cuộc đua sao chổi là trò chơi từ 2 đến 6 người chơi, tái hiện sự kiện 300 năm trước trên hành tinh cầu vồng. Một cuộc đua sơ tán nhu yếu phẩm trước thảm họa diệt vong. Chào bạn. Chào bạn, đâu rồi, bạn gì đăng Kim Ngưu Nam, em có bộ game rồi, em coi cho vui nhanh. Ok bạn, không thoải mái đi, không sao hết. Người chơi gia nhập các cung hoàng đạo trong bộ truyện tranh lớp học mật ngữ, bạn nào chơi rồi, bạn nào thích bộ truyện lớp học mật ngữ sẽ rất là thích. Thu thập các thùng đồ để kịp sơ tán trước khi sao chổi hủy diệt toàn bộ cửa hàng trong hành tinh cầu vồng. Đây có logo nhóm bro. Đây có biểu tượng của các cung chạy dọc luôn nhé. Đấy, đây bên này các cung nam, bên này là các cung nam. Hộp cực đẹp, hơi mềm một tí nhưng mà hộp cực đẹp. Đây có credit các thứ. Đấy, đây có thành phần này. Tránh cho vào miệng nhá, nhất là trẻ con không đến 3 tuổi không nuốt ấy. Bản quyền thuộc về Bro Group, sản xuất phân phối thuộc về BoGameVN. Địa chỉ mua luôn các bạn, có luôn, có cái địa chỉ mà mình đã ghi ở phần credit rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái hộp game này ra nha. Hộp game này cực kỳ dễ chơi luôn, game vui dã man. Đây, đây là bộ này đặc biệt nhá. Đặc biệt là được tặng. Bộ này mình sẽ không cho ai hết bởi vì bộ này mình được nhóm đó tặng. Nhớ nha, bộ này là bộ này mình chỉ khoe thôi, mình không bán, không cho ai cả. Không một ai sẽ được cái bộ thứ hai giống như vậy đâu bởi vì mình được tặng. Đây, đây là bản đồ cực kỳ đẹp. Rất là đẹp và sắc nét luôn. Thì chúng ta có rất là nhiều shop trên đây. Một ngày nào đó thì sẽ là một cái luật chơi, nhưng mà thực ra một cái livestream về luật chơi ấy, nhưng mà các bạn cũng có thể lên YouTube các cái trang web video mình xem luật chơi do các cái kênh review họ chơi. Đẹp không các bạn? Đẹp dã man luôn. Đây là bản đồ nhá. Dày dặn cứng cáp cực. Đây dày này, gấp tầm 4 này. Cực kỳ dày luôn. Chào bạn Hằng Đào, bạn có thể vào ngay cái description ở cái link ở cái livestream này luôn, thì chúng ta có link mua, trong đó nó sẽ có cửa hàng các thứ luôn. Đây, đây là quyển luật chơi. Các bạn cực sẽ rất là dễ chơi trò này bởi vì là luật chơi được tóm tắt bằng truyện tranh. Nhưng mà mình sẽ giới thiệu với các bạn quyển luật chơi này như nào luôn. Đầu tiên là đằng trước là bìa có ghi chữ luật chơi, đằng sau là tóm tắt tất cả các món đồ, tất cả các món đồ của bộ trò chơi này luôn. Thì nó gồm có bản đồ này, các thùng đồ này, bộ nhân vật này, cục xí ngầu này, 20 thẻ shop, 24 thẻ nhân vật, 48 thẻ trang bị và 6 thẻ xe hàng. Đấy, thì các bạn nhớ lưu ý là chúng ta sẽ có phần mục lục ở đây. Nếu mà các bạn bị thắc mắc gì, nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì chúng ta sẽ vào đây và xem nó ở trang bao nhiêu. Ví dụ như là cốt truyện và cách thắng của trò chơi ở trang 3. Đấy, chuẩn bị như thế nào ở trang 4, chơi như thế nào vậy cà trang 5, 6, 7. Và các ô sự kiện là gì thế nhỉ? Nổ xốp là chuyện gì vậy? Vân vân, hòa thì phải làm sao? Tớ muốn chơi liên minh. Đấy. Chúng ta có đầy đủ hết tất cả cách chơi. Thì mình sẽ có một cái buổi khác mình livestream, mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách chơi. Cực kỳ dễ luôn, cực kỳ dễ chơi mà lại siêu vui. Bên cạnh đấy thì bởi vì cái bộ này là ất đã mở ra chơi rồi, mình đã mở ra chơi rồi nha các bạn, cho nên là mình sẽ cất hơi lung tung một tí. Nhưng mà ở đây nó có hai cái gói thẻ, này. Thẻ này cực kỳ dễ thương. Đây mình sẽ mở mẫu ra cho các bạn xem. Cho các bạn xem là thẻ nhân vật trông dễ thương như thế nào. Đây nha, thẻ song ngư nha. Nhìn song ngư này, mặt sau
mặt trước này, ngủ khắp mọi nơi luôn. Đấy, sư tử nữ này, đẹp không? Ai thấy đẹp giơ tay hoặc thả tim này. Đẹp dã man luôn. Đấy. Sư tử nam, đẹp trai. Thấy không? Năng lượng tích cực. Đấy, đây là nhân mã nữ này. Đấy, kỹ năng các thứ. Nhân mã nam này. Đối với các bạn biết tay nó cầm gì? Tay của nhân mã nam đang cầm gì đây? Đẹp không? Đẹp dã man nhỉ? Kim Ngưu nam đẹp nhất á. Đúng rồi, thực ra mình thấy nhiều cung đẹp lắm. Đấy, kim xong. Đẹp nhờ. Này là Bạch Dương nữ. Bạch Dương nữ này. Siêu cute luôn. Bạch Dương nam nhé. Nhiều bạn bảo là sao lại Bạch Dương lên hình bìa? Tại vì đây này, các bạn nhìn thấy không? Tại vì nó là con phá game ý. Nếu mà chúng ta, đấy, đây là Bảo Bình này. Đây là Bảo Bình nam này. Bảo Bình nam nhìn rất là kiểu, rất kiểu cách. Đây là cự giải và các cung khác. Cự giải này. Đấy. Song ngư nữ này, cự giải đây, cự giải nữ này. Cự giải nam này. Đấy, đẹp không? Mỗi cung sẽ có một nam một nữ. Mỗi cung một nam một nữ luôn. Bên này mình có thiên yết. Thiên yết nam, thiên yết nữ luôn. Thiên yết nam nhìn cũng đẹp trai lắm. Nhưng mà một lát nữa mình xem cho các bạn xem cung nào mà mình đánh giá là đẹp nhất ở đây. Trong số này, đố bạn biết cung nào. Trong cái số cạc này thôi nha. Trong số cạc mà admin đánh giá là đẹp nhất, đố bạn biết là cung nào. Đây, sử nữ nữ này. Dễ thương vô địch thiên hạ luôn. Sử nữ nam. Các bạn đọc truyện có biết khung này không? Không biết bạn nào ở đây, các bạn đang xem livestream, có bạn nào đã đọc truyện và biết cái khung này không? Đố các bạn biết. Đây, sử nữ nam. Khung này này, khung này xuất hiện trong truyện tranh luôn. Mình thấy là khung này có xuất hiện trong truyện tranh rồi, không biết các bạn có để nhìn thấy không? Đây là thiên bình nữ. Thiên bình nữ nhìn dễ thương nhỉ? Có nước hoa thiên bình này. Đấy, đẹp không? Ui, nhìn cute quá. Nhưng mà theo như mình thấy nhá, thì đây này, con này mình thấy đẹp. Con này mình thấy đẹp nhất. Không biết các bạn có đồng ý không? Ai đồng ý giơ tay này. Ai đồng ý giơ tay cái con mình thấy con này đẹp nhất trong số các cái lá bài về nhân vật của bộ game ấy. Thì mình thấy thiên bình nam này nhìn đẹp nhất luôn. Để mình zoom lại. Nhìn dễ thương vãi. Dễ thương đẹp trai. Đấy. Đây, còn đây là Kim Ngưu nữ. Kim Ngưu nữ này nhìn dễ thương này. Kim Ngưu nam cũng dễ thương, Kim Ngưu nam này, đấy. Nè, Kim Ngưu này, Gia Khánh này. Rồi có một bạn tên là Kim Ngưu nam luôn nhá. Có một bạn xem livestream tên là Kim Ngưu nam luôn. Không biết bạn còn xem không? Đấy, tiếp đến là chị em song tử. Nhìn này, năng động, siêu super luôn. Siêu super dễ thương. Tiếp đến là bạn là hai bạn song tử nam. Dễ thương quá, hai anh em này cực kỳ buồn cười luôn. Đọc truyện cực kỳ buồn cười luôn. Phá tất cả mọi người. Đây, bạn nào hồi nãy kêu là market bị hắt hủi ấy. Đây này, thấy không? Cực kỳ bá đạo. Nếu mà trong game mình thích cái chức năng này nhất luôn. Trong game mình sẽ thích chức năng này nhất. Tạo độ khó này. Chơi phá người khác vui. Đấy, đấy là cái phần thẻ nhá. Ngoài ra mình sẽ có thẻ, các cái loại thẻ khác nữa. Mặt sau của nó là hình cái ba lô. Rất là dễ thương. Chứa có cả chuối nhá các bạn. Có cả chuối. Đây, bài kiểm tra điểm A cộng này. Nhiều lá bài nhìn buồn cười lắm. Nhiều lá bài, cực kỳ nhiều lá bài nhìn buồn cười luôn. Đấy, búng. Rồi, bây giờ tiếp đến là mình sẽ lấy thêm các cái component khác nữa. Thì
toàn bộ tất cả component ở đây thì những cái đồ ở trong game á thì trong cái quyển luật chơi này có hết rồi, các bạn chỉ cần xem thôi. Thì ở đây mình hồi nãy mình có chơi mấy ván này, bộ này thì mình cất rất là kỹ luôn. Đây mình sẽ có cái con nhân vật chibi này, nhóm cái này hình như là nhóm tác giả làm luôn ấy, cái này là do nhóm tác giả thiết kế ra luôn, rất là đẹp. Đây, đây là các cái thùng đồ, cái thùng đồ chơi rất là chi tiết. Nếu mà các bạn nhìn kỹ vào đây sẽ thấy có cả cái khuy luôn, khuy của cái hòm đinh tán rồi các thứ, dễ thương cực. Đấy thì bây giờ mình đã review xong, hôm nay mục đích chính là mình review show cho các bạn xem bộ lịch cực kỳ dễ thương này của trò chơi lớp học mật ngữ là quà tặng kèm theo. Và rất là chúc mừng hai bạn đã trúng phần thưởng của chương trình livestream. Thì một lát nữa sẽ có các bạn admin phụ trách cái việc là trao quà gửi cho các bạn. Không mắt mũi để người chơi design lại. Đúng rồi bạn ơi, hình như là thế. Có thể là vẽ lên cái này bằng... Mình hoàn toàn mình có thể vẽ lên đây nhá. Nhưng mà mình không làm vẽ nữa, thì mình tiếc. Đây, mấy con này mình có thể vẽ được, nhìn cực kỳ dễ thương. Kiêu lắm luôn ấy. Lại chất liệu rất là bền nhá, nhựa polyprotylene, nhựa PP cực kỳ xịn. Nói chung là nhựa an toàn. Đấy thì các bạn có thể vẽ được mắt mũi miệng lên, mắt mũi miệng lên đây. Chào bạn Quang Huy, mình sẽ xin chữ ký cho bạn. Nhưng mà con dấu này không có nhá. Con dấu này chỉ có mình được tác giả tặng mình mới có thôi. Ừ, công nhận mình cũng tiếc lắm, mình không vẽ lên đâu. Hoặc là mình sẽ làm một cái gì đấy để trưng 6 con này nhìn đẹp cực. Đấy thì bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình livestream tại đây. Xin chúc mừng hai bạn đã đoạt giải. Một lát nữa thì các bạn sẽ nhận được thông tin từ những cái admin phụ trách và gửi đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình livestream. Đừng quên là mỗi bộ lịch của các bạn đều có một cái phiếu quà tặng cực kỳ hấp dẫn luôn nha. Mình sẽ phải, bởi vì mỗi tháng này nó khác nhau ấy. Mỗi tháng là khác nhau, chứ không phải mới đâu nhé. Admin ký luôn hả? Admin liên quan gì? Ừ ok, admin ký cũng được. Admin ký nhá. Admin ký nhá, Huy nhá. Admin ký không? Cho admin ký nhá. Để một lát nữa mình sẽ nhờ bạn kia xin chữ ký của tác giả xong rồi admin ký luôn. Ok. Rồi chào các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi livestream sau. Về mình có thể mình sẽ làm một cái livestream game, mình sẽ rủ mọi người chơi nữa. Mình admin sẽ rủ các bạn khác cùng chơi. À, mình sẽ quay, mình sẽ giới thiệu về luật chơi. Thực ra trò này chơi cực kỳ dễ luôn, cực kỳ dễ mà siêu vui. Thích nhất không phải là thắng game nha các bạn. Trò này mình thấy đó, hồi nãy mình chơi rồi, mình thấy là thích nhất không phải thắng game đâu. Mình bóp được người khác là mình vui cực luôn. Rồi tạm biệt các bạn, bye bye.